nhân viên viễn thông đến cửa khẩu giao hàng thì bị bắt. Bị cáo đến khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y để giao hàng cho hai người đàn ông Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng bắt quả tang. Ngày 24 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mã Lai Thông Sĩ Số Lạc, 38 tuổi, nhân viên viễn thông tại công ty bưu chính Viễn thông Telecom Lào, quốc tịch Lào, 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 19 tháng 2 năm 2022, Sĩ Số Lạc nhận vận chuyển thuê 998,9 gam ma túy, loại metafetamin, cho một người đàn ông tên Say, không rõ nhân thân, lai lịch từ nhà của mình ở bản Xê Nhầy, thị xã Sa Mạc Khi Say, tỉnh Atapu, Lào, giao cho hai người đàn ông người Việt Nam. Theo đó, Sĩ Số Lạc được Say hứa xong việc sẽ trả tiền công 5 triệu kiếp tiền Lào và hai người đàn ông Việt Nam hứa trả 10 triệu kiếp công vận chuyển, cùng 1 triệu kiếp tiền xăng xe. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, khi Sĩ Số Lạc đang đến khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc địa phận Thôn Yệt, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum để giao hàng thì bị lực lượng liên ngành đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y bắt quả tang.